Rồi, xin chào tất cả các anh em Femia nha. Tiếp tục đánh kênh của Sông Bạc Vlog. Hôm nay tiếp tục đánh kèo với ông bạn của mình nha. Ông bạn gần nhà, gần sớm nha. Hôm đầu giờ mình có gặp lại. Ông bạn cũng luyện cơ cũng khá là căng nha. Thì ông bạn rủ mình kèo 50-70 nha. Thì mình chấp 20 điểm, quýnh 50 điểm, 70 điểm. Kèo này cũng khá là căng thẳng nha. Thì video thấy hay cho xin được like, được chia sẻ và được bình luận kênh. Rồi, video đến đây mình sẽ không bình luận nữa để anh em tiếp tục theo dõi kênh cho nó hấp dẫn nha. Thì mình có cập nhật cái bảng điểm ở bên góc phải màn hình. Mình là Sơn Bạc nha, còn bạn mình là Quang Tới. Thì kèo này cũng khá là căng thẳng nha, hai lon nước. Thank you.
cắt chi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chân rau nhớ Thank you.
điểm rồi hả? Thank you.
Điểm đó, có điểm như này đó.